làn da lão hóa là vấn đề khiến nhiều chị em lo lắng nếu bạn cũng đang lo lắng vấn đề này và đang tìm cho mình một sản phẩm phù hợp giúp chống lão hóa da nhất định bạn sẽ không thể bỏ qua collagen từ vẩy cá Retune Fish Scale collagen peptide chúng ta thường quen với việc cung cấp collagen dạng nước hay viên uống mà không biết rằng collagen ở những dạng đấy không thể hấp thụ tối đa vào cơ thể Hiện nay, nhờ công nghệ tiên tiến và khoa học hiện đại tập đoàn LG HowHow và Heoke đã cho ra mắt dòng sản phẩm collagen mới ở dạng thạch với thành phần phân tử siêu nhỏ giúp tác động và thấm sâu vào cơ thể. Bên cạnh công dụng làm đẹp bất ngờ collagen Ritun dạng thạch cũng là thực phẩm thơm ngon và bổ dưỡng ở hầu hết các lứa tuổi những ưu điểm nổi trội của collagen từ vảy cá Ritun Fish Scale Collagen Peptide. Collagen từ vảy cá Ritun Fish Scale Collagen Peptide là sản phẩm có thành phần cơ ngơ peptide được chiết xuất từ vảy cá. Đây là loại collagen có thể dễ dàng thủy phân thành các phân tử cực nhỏ. Qua đó giúp việc hấp thụ vào cơ thể đạt hiệu quả tối ưu. Cơ thể bạn sẽ nhanh chóng được bổ sung collagen một cách an toàn và hiệu quả. Ngoài, sản phẩm còn có thành phần từ bột sơ di. Đây là thành phần chứa lượng vitamin C vô cùng dồi dào, gấp nhiều lần vitamin C có trong quả chanh. Sử dụng sản phẩm sẽ giúp hạn chế tình trạng nhăn da, sạm da và giúp cải thiện sắc tố da từ sâu bên trong. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về collagen vảy cá Hàn Quốc. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như collagen vảy cá Hàn Quốc giá bao nhiêu tiền. Collagen vảy cá Hàn Quốc mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Collagen vảy cá Hàn Quốc giá bao nhiêu tiền? Thời điểm mới tung ra thị trường collagen vảy cá Hàn Quốc có giá lên tới 800.000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng. Trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 640.000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn dễ thương quan tâm đến người mua hàng sau khi đặt hàng xong bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức collagen vảy cá Hàn Quốc mua ở đâu? Bạn nên đặt mua collagen vảy cá Hàn Quốc trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm collagen vảy cá hàn quốc sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được collagen Vảy Cá Hàn Quốc chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của collagen Vảy Cá Hàn Quốc để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết lưu ý sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người